Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022. Mời các bạn xem bản tin tướng quân đội thành phố Hồ Chí Minh không ban bố tình trạng khẩn cấp vì sợ thế lực thù địch xuyên tạc. Một tướng của quân đội nhân dân Việt Nam mới đây cũng thừa nhận rằng trên thực tế, thời kỳ cao điểm của dịch bệnh COVID-19 thì chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam áp dụng các biện pháp còn cao hơn cả tình trạng khẩn cấp. Nhưng đã không ban bố tình trạng này vì sợ bị chỉ trích. Hôm 4 tháng 1 năm 2022, Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm với tiêu đề Nhìn lại năm 2021, những chuyển hướng chiến lược. Buổi tọa đàm có sự tham dự của quan chức các bộ trong Chính phủ, đại diện quân đội và các chuyên gia. Điểm đáng chú ý là trong buổi tọa đàm này là việc Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp thừa nhận rằng nếu ban bố tình trạng khẩn cấp thì các thế lực thù địch sẽ lợi dụng xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đây là hình ảnh Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó trưởng ban chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã lý giải vì sao Việt Nam không ban bố tình trạng khẩn cấp mà điều động một lực lượng chưa có tiền lệ là cả y tế, quân đội và công an vào Nam để chống dịch trong bối cảnh đợt bùng phát lần thứ tư của dịch COVID-19 đã biến hết sức phức tạp. Ngoài ra, vị tướng này còn lý giải rằng việc đưa một lực lượng quân đội lớn nhất vào Nam kể từ sau chiến tranh để chống dịch mà không ban bố tình trạng khẩn cấp là còn vì sợ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư, tình cảm của người dân và tác động xấu đến dư luận, khu vực và quốc tế. Phản ứng trước thông tin trên, một luật sư giấu tên vì lý do an toàn đã cho đài tiếng nói EFA tại Mỹ biết quan điểm của ông như sau. Cái phát biểu của vị tướng này thể hiện cái bản chất của nhà nước Việt Nam, đó là họ không tôn trọng pháp luật. Bởi vì họ đã áp dụng những biện pháp trong pháp lệnh tình trạng khẩn cấp và các biện pháp trong luật phòng chống bệnh truyền nhiễm để hạn chế quyền con người, quyền công dân. Tuy nhiên, họ đã sẵn sàng loại bỏ đi những cái quy định, trình tự, thủ tục của pháp luật. Chỉ vì một cái lý do chính trị là họ sợ những thế lực phản động hoặc họ sợ mang điều tiếng xấu. Họ đang thể hiện mình là một nhà nước chuyên quyền, muốn làm gì thì làm mà không bị chế tài bởi pháp luật. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, người dẫn chương trình của buổi tọa đàm, thì cho rằng việc ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng các biện pháp hạn chế quyền con người, hạn chế đi lại theo pháp lệnh thì sẽ vi hiến và dẫn đến bế tắc về mặt pháp lý. Trên thực tế, việc sử dụng các chỉ thị của Thủ tướng để giới hạn quyền công dân, làm gián đoạn hoạt động kinh tế, xã hội, thậm chí là trừng phạt người dân và dập tắt các tiếng nói bất đồng đã bị giới luật gia chỉ trích gay gắt vì cho rằng làm như vậy là vi phạm hiến pháp. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh bị nhồi nhét và nhốt bởi hàng rào chắn COVID và buộc phải chui và leo rào vì nhu cầu thực phẩm thiết yếu, vì nếu bên trong thì có thể không có gì mà ăn. Ngoài việc thiếu tính pháp lý, trong buổi tọa đàm được thực hiện bởi cơ quan truyền thông của chính phủ, nhân vật thứ hai của Bộ Tổng tham mưu cũng thừa nhận rằng việc áp dụng các chỉ thị còn khiến các địa phương không có cơ sở để huy động đủ nguồn lực cho việc chống dịch. Tuy nhiên, bất chấp các bất cập trên, chính phủ Việt Nam vẫn bảo thủ với quyết định và với chính sách của mình, và bản thân ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng ý thức được vấn đề. Đồng quan điểm với vị luật sư nhân quyền, nhà quan sát và bình luận chính trị Nguyễn Tiến Trung đã gửi cho đài FA bình luận của ông qua ứng dụng nhắn tin từ Sài Gòn như sau. Cá nhân tôi cho rằng tướng Ngô Minh Tiến sợ các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc khi chính phủ muốn ban bố tình trạng khẩn cấp, nói lên rất nhiều điều về tư duy của giới lãnh đạo. Thứ nhất là họ có thể đứng trên pháp luật, không cần tới pháp luật, dù luật pháp đó do chính họ đề ra và họ luôn hô hào toàn dân phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Khi muốn không áp dụng pháp luật thì họ có thể giải thích về sức, về cảm tính, mơ hồ và dùng chỉ thị, tức là quyền lực của kẻ có công cụ bạo lực để thay thế cho pháp luật. Thứ hai là qua tiết lộ của tướng Tiến, thế lực thù địch nào đó rõ ràng có sức ảnh hưởng rất lớn tới người dân Việt Nam, đến mức mà một đảng cầm quyền, nắm quân đội, công an trong tay mà không dám làm theo pháp luật nữa. Đây hình ảnh Báo Việt Nam đưa tin một người đàn ông ở Cà Mau bị cưỡng chế vì không chịu xét nghiệm, ảnh bên trái. Còn ảnh bên phải là Bình Dương, một phụ nữ đã bị phá cửa khiêng đi để cưỡng chế xét nghiệm.
Cả hai người mà Đài Tiếng Nói AFA phỏng vấn đều nhận định rằng việc chính quyền hành động bất chấp hiến pháp và pháp luật sẽ gây ra những hệ lụy cho xã hội lẫn Đảng Cộng sản cầm quyền. Cũng theo vị luật sư ẩn danh thì chính quyền đã phá vỡ đi những quy tắc và quy định do họ tự đề ra. Điều đó dẫn tới mỗi địa phương đưa ra quy định khác nhau về chính phủ, dường như bất lực. Bây giờ mỗi địa phương họ phân mảnh quyền lực ra, mỗi địa phương gần như là một pháo đài hoặc vương quốc và của chính quyền trung ương không có biện pháp nào để hạn chế những cái sự vi phạm pháp luật của chính quyền cấp xã, huyện, tỉnh. Chính vì vậy mà pháp luật không được tôn trọng, người dân không biết phải tuân thủ ra sao, do vậy gây ra những bất ổn lớn trong xã hội. Còn ông Nguyễn Tấn Trung thì cho rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này sẽ khiến người dân ngày càng mất đi niềm tin vào luật pháp xã hội chủ nghĩa. Hệ quả là dân chúng sẽ chọn cách giải quyết mâu thuẫn theo ý cá nhân chứ không phải theo pháp luật nữa. Và như vậy thì sẽ là dẫn đến biến loạn xã hội. Cũng hôm 12 tháng 10 năm ngoái, ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cũng thừa nhận là trên thực tế thành phố đã áp dụng tình trạng khẩn cấp nhưng không ban bố. Đặc biệt lúc đỉnh điểm của dịch bệnh, Thành phố Hồ Chí Minh chưa có vaccine nên việc tập trung xây dựng bệnh viện dã chiến, ai khỏe thì vượt qua, ai bệnh thì nằm viện, cái đó tạo ra căng thẳng cực lớn, phải ngăn chặn nguồn lây, giữ F0 lại, nhưng giữ không biết làm gì. Tờ báo Sinh cũng thuật lại lời của ông Nên như vậy. Đây là hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng lực lượng quân đội đi mua lương thực, thực phẩm hộ người dân trong giai đoạn bùng phát dịch bệnh. Giới quan sát nhận thấy có một số tiết lộ đáng chú ý, có thể là lần đầu tiên được công khai với dân chúng thông qua truyền thông của nhà nước. Tại buổi làm việc vào chiều ngày 12 tháng 10 với đoàn đại biểu Quốc hội, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng hồi tháng 5 khi phát hiện 2 ca dương tính tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định thì dịch đã ung dung di căn ở chỗ khác từ lâu. Nhắc lại vào ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tối 26 tháng 5 đã ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đây vốn là hai vợ chồng sống tại phường Thạch Lộc, quận 12, sinh hoạt chung tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng tại quận Gò Vấp cùng với các ca nghi nhiễm tại huyện Hóc Môn đã công bố trước đó. Đến sáng ngày 27 tháng 5 đã có kết quả xét nghiệm khẳng định 3 trường hợp này dương tính. Sang chiều ngày 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm liên quan đến Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Sau khi truy nguồn gốc ca nhiễm liên quan đến điểm nhóm truyền giáo, lãnh đạo thành phố đã nhanh chóng dùng chỉ thị 15 để kìm lại một số hoạt động và áp dụng chỉ thị 16 ở một số địa bàn, trung tâm, trọng điểm. Theo lời ông Nguyễn Văn Nên, được tờ báo Tuổi Trẻ trích dẫn. Và thông tin cũng cho thấy xét nghiệm PCE đã tê liệt. Thời gian đó, thành phố đã dùng xét nghiệm PCE nhưng năng lực không đủ. Đây là hình ảnh sau khi chính sách chống Covid lại nới lỏng, hàng triệu người dân bỏ trốn khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có những bà mẹ sinh con còn đỏ hòn đi xe máy hàng ngàn km để về quê. Đầu tiên là lấy 40.000 mẫu, nhưng đơn vị trả kết quả năng lực chỉ có 10.000 nên phải chờ đợi. Mà sự chờ đợi đó qua 24 giờ, 48 giờ, có lúc kẹt máy thì 7 ngày mới trả kết quả, đâu còn giá trị. Vũ khí chiến đấu không phù hợp dù làm rất tích cực mà cũng không cho biết, tức là ý nhân chủng Delta lây kiểu gì do không có cảnh báo nào rõ ràng hết, ông Nên tiết lộ. Ông Nên cũng cho hay, dù lúc đó thành phố có những lúc đưa ra chỉ tiêu xét nghiệm 500.000 ca mẫu mỗi ngày, huy động hết lực lượng nhưng trả kết quả chỉ vài chục ngàn mẫu, quyết định giãn cách để xét nghiệm, phát hiện ca nhiễm ngăn chặn kịp thời, nhưng lúc đó vũ khí chiến đấu không phù hợp. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nên cho biết lúc đó nhìn lại lực lượng, vũ khí của thành phố không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp. Ông Nguyễn Văn Nên tiết lộ sau đó quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố là tình trạng khẩn cấp. Theo đó, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường vào Thành phố Hồ Chí Minh để chống dịch. Nhìn lại lực lượng, vũ khí, năng lực Thành phố Hồ Chí Minh thấy không thể nên đề nghị Đảng, Nhà nước và Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp và sau cùng quyết định sử dụng các biện pháp khẩn cấp đã được đưa ra. Và cứ như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm một cách giấu giếm người dân, không dám công bố tình trạng khẩn cấp thực sự vì sợ các thế lực thù địch.
Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ Việt Á quan chức Việt Nam nhận quà rồi trả lại, dư luận nói gì? Vụ giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Phước trả lại quà của công ty Việt Á mới đây đã gây xôn xao trong dư luận tại Việt Nam. Đây là ăn hối lộ, ăn dơ bẩn qua việc cấu kết giữa các cán bộ viên chức nhà nước và doanh nghiệp để ăn trên xương, trên máu của người dân. Chứ quả bánh cái mẹ gì lũ sâu mọt này, bị lộ rồi thì bày đặt trả lại để mong gỡ tội thôi, tiếc đứt ruột luôn. Đó là bình luận của Facebook anh Kiệt đã nhận được hàng trăm lượt thích. Giá trị món quà thực sự là bao nhiêu? Câu hỏi cũng được đặt ra. Nhận xong rồi trả lại có hợp lý không? Và tại sao bây giờ vị giám đốc này mới thông báo ý định trả lại? Đang là những câu hỏi chưa được trả lời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước, CDC Bình Phước. Vụ trả lại quà tiếp nối vụ việc về vụ việc kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á đã gây rung động dư luận Việt Nam trong và ngoài nước từ đầu tháng 12 năm 2021. Theo đó, công ty Việt Á đã cho sản xuất bộ xét nghiệm COVID không đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng lại được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố đạt tiêu chuẩn. Một sự lừa dối rõ ràng người dân cả nước. Bộ Y tế sau đó lại cho tiêu thụ rồi bộ xét nghiệm Việt Á tại 62 tỉnh thành trên cả nước. Mới đây vào hôm 2 tháng 1, truyền thông Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Phước, xác nhận CDC Bình Phước có thực hiện các hợp đồng mua bộ xét nghiệm của công ty Việt Á, hình thức mua chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi. Giám đốc CDC Bình Phước khẳng định không ăn chia hoa hồng với công ty Việt Á, nhưng cho hay rằng công ty Việt Á có đến cơ quan và gửi quà cho ông vào hồi tháng 10 năm 2021. Sự việc này, ông đã báo cáo với tổ chức lãnh đạo các cấp sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ giao nộp cho cơ quan chức năng. Ông Sáu được truyền thông Việt Nam dẫn lời như vậy. Cũng theo tờ Thanh Niên vào hôm 3 tháng 1, lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước xác nhận chỉ mới nắm được thông tin về giám đốc CDC Bình Phước có nhận quà, chứ cụ thể ra sao thì đang đề nghị CDC báo cáo kết quả. Vào ngày 2 tháng 1, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết đã nhận được thông tin ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước nhận quà từ công ty Việt Á sau khi mua kit test cũng như thiết bị y tế từ doanh nghiệp này. Và câu hỏi dư luận đặt ra rằng phải chăng các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bị phát hiện rồi mới chịu trả? Nguyễn Tiến Tường đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng noi gương lãnh đạo Bình Phước tổ chức cho giám đốc CDC trả quà của Việt Á. Để thêm phần minh bạch và kiên định lập trường, tỉnh lập hẳn ra một hội đồng trả quà. Đây là hình ảnh rất nhiều tờ báo đã đưa tin có vẻ hài hước và kỳ lạ rằng Bình Phước lập hội đồng ghi nhận việc giám đốc CDC trả lại quà. Còn Facebook Xuân Vinh thì bình luận như sau. Bọn quan chức này vui thật, hành xử như kiểu ăn cắp vặt ở chợ. Còn Trần Kim Hoan thì mỉa mai viết. Mải mê chống dịch nên quên, đó là bài học sâu sắc, hội đồng trả quà xin được nghiêm khắc, phê bình và rút kinh nghiệm. Bạn Tuấn Phan thì chia sẻ rằng, vụ đạo này sao giống vụ Hoài Linh ở góc độ, người khác phát hiện thì mới chịu trả. Hoài Linh sau khi bị bà Hằng tố thì mới giải ngân tiền của Mạnh Thường Quân, đóng góp từ thiện cho người dân miền Trung bị lũ lụt từ những năm 2020. Ngâm tiền đóng góp từ thiện của mọi người 6 tháng trời. Còn giám đốc CDC Bình Phước thì sau khi cơ quan pháp luật vào cuộc mới tổ chức hội đồng để trả quà. Bạn Nguyễn Hữu Thông thì thắc mắc rằng sao giám đốc CDC Bình Phước lúc nhận quà 30 tỷ không gọi người đến kiểm tra và lập biên bản ngay lúc đó mà tới lúc bị điều tra nắm gáy mới lập hội đồng ghi nhận trả quà. Nguyễn Quý thì nói ăn vào tiêu hóa không được đành nôn ra, chờ đợi nó đều cáng quá. Bạn Đắc thì nói rằng quà trả được còn mạng người chết oan, đứa nào trả. Bạn Hoàng Vương thì chia sẻ rằng toát lên sự khốn nạn tột cùng của một chế độ. Tôi cầm đoàn 63 tỉnh thành, thằng nào cũng có hết. Bạn Quán Thanh Nguyễn thì nói rằng tôi đã trải qua 16 lần bị chọc mũi, giờ mới hiểu được cảm giác nỗi đau ăn trên xương máu đồng loại của lũ đầu trâu mặt ngựa, núp bóng doanh nghiệp, bọn lãnh đạo cấp cao trong nhà nước lúc nào cũng hô hào vì lợi ích của nhân dân, của đất nước. Đau,
và câu hỏi đặt ra là còn những ai chưa bị phát hiện. Nhà giáo Ngô Thứ viết trên trang Facebook cá nhân có đoạn ghi rằng trên mạng còn lùm xùm thông tin CDC Bình Phước mua bán vật tư y tế với công ty Việt Á theo chỉ đạo của một phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước. Bạn Hoàng Hiệp thì nói rằng xin lỗi mấy anh quan chức trong hệ thống cả nón, dân ai cũng thấy rất rõ, hàng ngày, hàng giờ chỉ có mấy anh là cứ giả ngô, giả ngọng. Không nhận quà thì mấy ông lương từ thủ tướng trở xuống tháng được mấy đồng, mà cha nào cũng có nhà cửa, đất cát, vàn đô cả đống đến như vậy. Đây là hình ảnh các nghi can đã bị khởi tố bắt giam trong vụ Việt Á. Cần phải điều tra làm rõ xem những cá nhân nào đã chỉ đạo CDC mua test giả của Việt Á. Đồng thời, khoản lợi nhuận phần trăm hoa hồng kia những ai đã được đút túi tại 62 trên tổng số 63 tỉnh thành lấy yêu cầu của thành công. Bạn Nguyễn Xuân thì biết rằng 62 tỉnh thành mua kit test của Việt Á trừ Bắc Giang có nơi nào như đất nước tôi không. Không điều tra nhanh nó lại hợp thức hóa hết chứng từ như kiểu mượn máy thôi, chữa xong cho bệnh nhân lại trả Việt Á. Thật nực cười. Lôi đầu thằng bằng được thằng cầm đầu ra, chùm cuối cùng của mạng lưới ngầm đang thao túng cả một hệ thống chân rết phục vụ cho những dục vọng đầy tội ác mà nhóm lợi ích này đã tạo ra. Bạn Hoàng Nguyễn Phục thì đề nghị như vậy. Nhưng cũng có những ý kiến không hy vọng nhiều với kết quả cuối cùng. Bạn Nga Trường thì nói rằng, e rằng bứt dây động rừng, e rằng nó giải tiền lót tay lót chân và nhiều người dính lắm nên không dám làm tới đâu, khua mõ cho vui, ra vẻ, lò sắp nóng đầy. Việc nhận tiền của đối tác, nhà cung cấp rồi sau đó trả lại có vẻ khá phổ biến đối với quan chức Việt Nam. Danh sách những người này đang ngày một dài thêm. Được biết vào hồi đầu tháng 11 năm 2021, ông Nguyễn Chí Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Công an của Việt Nam, một bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, đã nhận tội và xin nộp lại số tiền 5 tỷ đồng từng nhận từ ông Phan Văn Anh Vũ trước khi tòa tuyên án. Trước đó, vào tháng 12 năm 2019, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son cũng xin nộp lại 66 tỷ đồng, tương đương với 3 triệu đô la mà ông bị cáo buộc là đã nhận hối lộ trong vụ án Mobile Phone, mua cổ phần của AVG và cũng trước khi tòa tuyên án. Vụ án này có liên quan đến Phạm Nhật Vũ, là em của ông Phạm Nhật Vượng. Đây là hình ảnh một số nhà bình luận cho rằng ông Nguyễn Bắc Son trả lại tiền để được thoát án tử hình. Về sự kiện trả lại quà, Giám đốc CDC Bình Phước, trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Linh cũng đưa ra bình luận như sau. Đã tham lại hèn, dư chưa chẽn, bỏ của chạy lấy người mà yên hay sao? Thằng cha Giám đốc CDC Bình Phước trả lại quà của Việt Á, thành khẩn ư? Tôi e là không. Tên này sợ đồng bọn trong trại giam đã khai nên phun ra trước và con số đã được làm đẹp để mong chối tội. Trước đó các cơ quan biên phòng, tài chính, hải quan, quản lý thị trường v.v. đã siết chặt các cửa vận chuyển tiền mặt, phá các nguồn rửa tiền, buộc bọn mafia như Việt Á và các quan chức phải giao dịch qua ngân hàng, khi mà không thể huy động được lượng tiền mặt đủ lớn để đưa hối lộ. Thậm chí bọn chúng còn hối lộ bằng các sản phẩm là 20% kit test trong một phi vụ. Một vụ án thế kỷ có quy mô ở hai bộ và 60 tỉnh thành trong cả nước được một cỗ máy đủ lớn để nghiền nát nó. Các ông trùm giấu mặt, đầu tư, bảo kê cũng được xác định, vân vân. Vấn đề là từ lỗi trách nhiệm, làm trái mà chứng minh được nhận lỗi lộ thì sẽ có nhiều mức án rất cao. Bọn chúng khi đó còn tự do thì sẽ phải ve vãn, động viên nhau nhưng đã có dấu hiệu khai qua khai lại để tự cứu lấy mình. Vấn đề chỉ còn là thời gian khi mà những cái mặt nạ đạo đức bị lột trần và ném vào lò nguyên con. Đây là hình ảnh. Hồi tháng 3 năm 2021, các trang của Đảng đồng loạt nổ bom về bộ kit xét nghiệm dởm. Báo Tuyên giáo thì nói rằng bộ kit xét nghiệm được Tổ chức Y tế Thế giới chấp nhận có thể bán ở tất cả các quốc gia châu Âu, bao gồm cả Vương quốc Anh. Đài truyền hình Việt Nam VTV thì nói nhiều nước đặt mua kit test của Việt Nam sản xuất. Báo Thanh niên thì nổ rằng Tổ chức Y tế Thế giới lập tức chạy đến liên hệ với Học viện Quân y để chia sẻ kinh nghiệm, vân vân. Tất cả đều là những thông tin dối trá với tiếp tay cho Việt Á để thu về 4.000 tỷ đồng trong thời gian rất ngắn, giữa lúc người dân khắp cả nước đang đói khổ. Trên trang Facebook cá nhân, luật sư Nguyễn Minh Tâm, cựu giảng viên Đại học Luật tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận định như sau: Việt Á một góc nhìn.
đây là tên vụ án có thể sẽ lọt có các đặc điểm như sau. Thứ nhất là vụ án xuyên dọc từ trên đỉnh xuống dưới. Thứ hai là vụ án bao trùm hầu hết các địa phương trong cả nước. Thứ ba là đối tượng điều tra gồm đủ các loại thành phần từ tri thức cho đến lao động, người làm công ăn lương. Số bị cáo sẽ đạt mức kỷ lục. Thứ tư là kịch bản tổ chức và hành động của những kẻ tội phạm được tính toán và thực hiện bằng các thủ đoạn tinh vi dưới lốt khoa học để đối phó với các tình huống hậu quả lường trước có thể xảy ra. Thứ năm là số người tham gia phá án sẽ đông kỷ lục và thời gian sẽ kéo dài. Thứ sáu, đây là một vụ án đòi hỏi tính quyết liệt, gian khổ, kiên trì với tinh thần trách nhiệm và cảnh giác cao nhất của những người được giao nhiệm vụ phá án. Thứ bảy là phải phá được án này là niềm mong đợi của toàn thể nhân dân vì nó không chỉ là tội phạm thuần túy mà còn là một tội ác xảy ra trong đại dịch khiến mấy chục ngàn người tử vong. Thứ tám là vụ án này sẽ là thước đo hiệu quả đích thực của công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực dưới sự chỉ đạo của ông Tổng Tư lệnh trong thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ chín và cuối cùng là vụ án này là nỗi đau lớn trong lòng những người có lương tâm về sự suy thoái trầm trọng của đạo đức xã hội.